Phương Chi xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình SBTN. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình hôm nay là tất cả các tin tức địa phương, sau đó là phần tin cộng đồng của SBTN Boston. Kính mời quý vị theo dõi. Công nhân tại tiểu bang Massachusetts ít thay đổi công việc hơn các tiểu bang khác. Kính thưa quý vị, khi nói đến di chuyển nhà hay thay đổi công việc, cư dân tại tiểu bang Massachusetts thậm chí không thay đổi như những tiểu bang khác trên toàn quốc. Trong năm 2012, năm cuối cùng dữ liệu thu được từ các công nhân trong tiểu bang Massachusetts, thay đổi ngành nghề ít thường xuyên hơn so với 48 tiểu bang còn lại. Và nơi mà ít thay đổi ngành nghề nhất là tiểu bang Hawaii, nơi mà có cơ hội kinh tế bị giới hạn bởi đại dương lớn nhất thế giới. Hơn nữa, Massachusetts tiểu bang có rắc rối thu hút cư dân mới ít hơn 0.5 cư dân chuyển từ tiểu bang khác về đây trong năm 2011. Tiểu bang Oregon có tới 8 lần cư dân mới so với Massachusetts, có một nền kinh tế trí thức thu hút và phát triển mạnh xây dựng xung quanh khoa học, công nghệ thông tin và các lĩnh vực kỹ thuật cao khác. Bạn nghĩ điều này sẽ thu hút nhiều cư dân mới cho tiểu bang Massachusetts vì sức mạnh cạnh tranh mạnh mẽ từ các công ty nghề cao, nhưng trên thực tế đây là sự ngạc nhiên lớn đối với nhiều người. Một thiếu niên Massachusetts bị chết đuối ở công viên tiểu bang Connecticut, tin từ thành phố Boston. Kính thưa quý vị, một thiếu niên Massachusetts 17 tuổi qua đời trong khi bơi lội ở một nơi hồ nước tiểu bang Connecticut. Ông Eliseo Santos làm việc cho cơ quan bảo tồn năng lượng và môi trường khu vực Southbridge cho biết, thiếu niên này đang bơi với những người khác trong hồ nước Massapequa tại công viên Bigelow Hollow, nơi cậu đã nhảy xuống khoảng 4 giờ chiều hôm Chủ nhật ngày 17 tháng 8 vừa qua và không bao giờ trở lên nữa. Cảnh sát tiểu bang và các đội lặn của Tarrant County đã được gọi và tìm được nạn nhân, mặc dù được cấp cứu hô hấp nhân tạo trước đó. Khi được đưa đến bệnh viện Harrington, thiếu niên này đã qua đời ngay trước ngày sinh nhật của mình một ngày. Các cơ quan chức năng nói rằng hồ nước này không được chỉ định để tắm và ở đây không có nhân viên cứu hộ. Dường như là một tai nạn không có ai muốn, nhưng cảnh sát vẫn đang điều tra tai nạn này. Xin quý vị đừng rời khỏi màn hình, chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại của đài. Bạn đã du hành khắp nơi trong nước Mỹ, bạn đã đến Connecticut chưa? Hãy nhanh chóng đến với Mohegan Sun rực rỡ, sôi động để tận hưởng thế giới giải trí hạng nhất. Do thẻ Momentum, kỳ tích đã diễn ra hàng ngày tại nơi đây. Mohegan Sun, thiên đường hạnh phúc vô tận, may mắn tràn đầy. Hãy đến giải trí và nhận những quà tặng giá trị từ Mohegan Sun. Mọi chi tiết xin liên lạc Asian Headline, số điện thoại 877-999-9977. Dịch vụ sửa sắc đẹp không cần dao kéo, chỉ cần 15-20 phút. Chích Botox, xóa nhăn, sửa cằm bệnh. Trượt lông vĩnh viễn, bất cứ nơi nào trên cơ thể bằng laser. Thẩm mỹ nội khoa, dùng chất gel, chích xóa hốc mắt, hốc miệng, rãnh miệng, trả lại cho bị mất trong tự nhiên do thời gian với chất gel Juvederm. Trị nám, tàn nhang bằng công nghệ laser hiện đại của Mỹ. Q-Switch và Carbonic, Carbon Laser Peel trị mụn và trẻ hóa da. Xăm lông mày điêu khắc, xăm môi và xăm mí mắt. Có thuốc chích thuốc tê không đau, sau chỉ nâng mặt, dưới cằm và cổ bằng chỉ tiêu tự nhiên tiêu chuẩn của Mỹ PDO. Dịch vụ lột da mặt bằng Perfect Derma Peel, tư vấn miễn phí, xin gọi bác sĩ và các chuyên gia laser hôm nay với Ngọc Medical Spa. Hai Nguyên, em đi đâu mà kinh cái thùng bự vậy? Đây gửi tiền Việt Nam nè. Ở đây có dịch vụ đó anh em. Chà, chị biết không, anh còn nhận tiền từ gửi từ Việt Nam sang đây nữa. Bằng hệ thống MoneyGram rất là an toàn và nhanh chóng, trong vòng 24 tiếng là nhận được rồi. Ủa còn chị đi đâu vậy? Chị đi trả bill nước, gas điện thoại cho mẹ chị. Ủa đây cũng làm dịch vụ đó nữa. Dạ, đây là dịch vụ mới đó em. Luôn cả money order em có thể mua ở đây được luôn. Vậy thôi em đi gửi đồ nghe chị đi. Chà tiêu. Maxim Pharmacy là nhà thuốc tây lớn nhất trong vùng New England do người Việt Nam làm chủ. Chúng tôi chuyên bán đầy đủ các loại thuốc tây y, dược thảo và dụng cụ y khoa, nhận đầy đủ các loại bảo hiểm. Tại đây quý vị có thể tìm được các loại dầu dán, dầu gió, có đầy đủ các loại vé số, băng hình, đĩa nhạc. Dịch vụ chuyển tiền về Việt Nam giao tận nhà trong vòng 24 tiếng với lệ phí thấp nhất. Dịch vụ trả tiền bill cho điện, nước, gas, vân vân. Bán money order và chuyển tiền từ Việt Nam qua Mỹ qua hệ thống MoneyGram. Maxim Pharmacy là nhà thuốc tây cho mọi gia đình, hân hạnh được phục vụ quý khách. Xin gọi 617-282-9800 cho mọi thắc mắc. Ủa chị Phương Chi. Ủa Trúc Như, em đi đâu vậy? Chạy bộ hả? Dạ em chạy bộ. Trời ơi, nhà chị á hả? Dạ đây nè. Trời ơi, đẹp quá chị. Chị làm nghề gì mà giờ có nhà đẹp và xe đẹp nữa vậy? Bây giờ chị đang làm nghề tóc với facial với nail em. Ủa lúc trước em nhớ chị học medical mà. Ừ thì chị ra trường thì giờ mình ngày nào có tiền thì mình làm. Vậy chị ra trường trường nào vậy? Chị học trường ở Jupiter Beauty Academy á em.
Nhưng mà khi mà em ra trường đó, nếu mà em có khả năng thì người ta đào tạo cho mình mở cái tiệm nail, thì bây giờ chị là chủ một tiệm nail. Và bên cạnh đó thì có nail mặt supply luôn em, thì rất là thuận tiện em. Thôi vậy mốt cái gì em xin chị số điện thoại nha, có gì em cũng xin đó em học. Được, được. Thôi chị đi đi. Ok, bữa nào chị em mình gặp lại. Dạ, bye, bye chị. Hãy đến với Nailmart sẽ có đầy đủ mặt hàng mới đẹp, chất lượng hoàn hảo, giá thành hạ hơn bất cứ nơi nào. Cũng là nơi tổng đại lý của OPI và Creative. Nailmart 617-288-8999. Nailmart 617-288-8999. Jupiter là trường đào tạo ngành tóc và facial đúng tầm cỡ do người Việt đầu tư, bảo đảm sẽ giúp học viên vững vàng trong việc hành nghề đúng theo tiêu chuẩn pháp định. Với thành phần giáo viên Việt Mỹ tận tâm, giàu kinh nghiệm, đã có nhiều học viên tốt nghiệp và đang hành nghề nail, tóc và facial. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Trí Võ 617-590-7959. Đặc biệt trường sẽ miễn lệ phí cho những ai đang hưởng trợ cấp thất nghiệp của chính phủ, muốn theo học ngành nghề tóc, facial và nail. Jupiter Beauty Academy 617-590-7959, tọa lạc tại Dorchester, khu phố Việt Nam. Siêu thị Phú Cường là siêu thị lớn nhất tọa lạc tại 1188 trên đường Rochester trong khu vực Rochester, do người Việt Nam làm chủ, mở cửa từ 8 giờ sáng tới 9 giờ tối. Chuyên cung cấp tất cả các mặt hàng bán sỉ và lẻ rất tươi như cá sống, tôm hùm, cua sống. Còn có các loại thịt như thịt bò tươi, heo, gà, vịt, các loại rau tươi, trái cây về mỗi ngày. Có rất nhiều loại gia vị, đồ khô, đồ hộp, nước mắm, tương, chao, gạo, v.v. Hợp khẩu vị với người Á Đông. Đặc biệt có bán những loại thuốc dược thảo đang được dùng rất phổ biến, phẩm chất thượng hạng, giá cả phải chăng. Tất cả các nhân viên tại đây rất niềm nở và ân cần để phục vụ quý vị. Mọi chi tiết xin liên lạc tại số điện thoại 617-822-8074. Chủ nhân kính mời. Senior Home Health, chương trình chăm sóc sức khỏe cho người lớn trên 65 tuổi có Mass Health. Chúng tôi có xe đưa đón miễn phí khi đi bác sĩ và bệnh viện phục vụ đầy đủ miễn phí cho trám răng và trồng răng giả, khám mắt định kỳ và làm kính. Đặc biệt chương trình phục vụ tại nhà có bác sĩ và y tá đến chăm sóc, khám bệnh. Chúng tôi có nhân viên chăm lo cơm nước, giặt ủi, dọn dẹp nhà cửa miễn phí. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc cô Trinh số điện thoại 508-769-6968. Kính thưa quý vị, tại bệnh viện Cát Ni khi khẩn cấp, quý vị có thể hẹn và gặp bác sĩ ngay trong ngày. Dù bị bệnh hay chỉ khám tổng quát định kỳ, các bác sĩ đầy kinh nghiệm tại bệnh viện Cát Ni sẽ hết lòng chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình quý vị. Có bác sĩ nói tiếng Việt và thông dịch viên tại chỗ. Mọi dịch vụ chẩn bệnh, thử nghiệm và chuyên khoa đều có đủ tại bệnh viện Cát Ni. Đậu xe miễn phí. Muốn lấy hẹn xin gọi số 617-506-4952. Oh my god, anh đang đi đâu vậy? Hôm nay sinh nhật của em mà, anh dẫn em đi một hội trường sân coi show ca nhạc. Wow, chỗ này thiệt là đẹp lắm á. Okay, thôi bây giờ anh dẫn em đi check-in phòng trước đi. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi ăn, rồi chúng ta sẽ đi show ca nhạc sau. Cảm ơn anh. Kính mời quý vị tham dự đêm nhạc chào mừng SPTM Boston tròn 10 năm tuổi tại Mohegan Sun vào lúc 9:30 tối ngày 3 tháng 9 năm 2016. Với sự có mặt đặc biệt của khách mời nhạc sĩ Trúc Hồ và Diệu Quyên, MC Trịnh Hội, Nguyễn Văn Khanh, live show với nhiều ca sĩ của trung tâm Asia như Quốc Khanh, Nguyên Khang, Andy Quắc, Cát Linh, Ngọc Anh Vi, Hoàng Kim, Hoàng Thục Linh và rất nhiều ca sĩ nổi tiếng từ trung tâm Asia. Phần hài kịch với sự góp mặt của danh hài Bảo Quốc và một số nghệ sĩ tân cổ như Kim Tử Long, Vũ Luân và Ngọc Huyền sẽ đem lại cho quý vị một đêm nhạc hội thật khó quên khi đến với đêm nhạc chào mừng SBTM Boston 10 năm tuổi. Quý vị còn có cơ hội chụp ảnh lưu niệm với những ca sĩ mình yêu thích vào lúc 7 giờ đến 9 giờ tối hoàn toàn miễn phí với chuyên gia nhiếp ảnh đến từ Washington DC. Mọi chi tiết đặt vé xin liên lạc cô Phạm Kim Liên qua số 508-697-3753. Ban tổ chức 860-785-4328. Cảm ơn quý vị đã giữ màn hình của SBTN Boston và sau đây kính mời quý vị theo dõi phóng sự cộng đồng. Trường Giang xin kính chào quý vị khán giả của đài SBTN. Thưa quý vị, hôm nay Trường Giang đang có mặt tại thành phố Westminster, tiểu bang California để tường thuật lại đêm gala hội ngộ 35 năm của các anh em sống trong trại sơ khiêu. Và hôm nay Trường Giang nhận thấy là có mặt của cha Peter Nam Won, cha cũng đã bay từ Thái Lan và vào đây cùng chung vui với các anh em trong trại sơ khiêu. Và Trường Giang có ghi nhận một số hình ảnh sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý vị,
35 năm từ khi những người Việt tị nạn Cộng sản đầu tiên đặt chân đến trại tị nạn Sikhiu, Thái Lan, nơi mà cuộc sống của hàng ngàn đồng hương đã gắn liền với những hồi ức, những kỷ niệm vui buồn lẫn lộn, mà thời gian không thể nào xóa đi trong lòng của những ai đã từng một lần gặp gỡ, quen biết và kết bạn tại khu trại nhỏ bé, chưa tròn 2 dặm này. Khi gặp lại nhau bao nhiêu năm xa cách, câu tiếp chuyện đầu môi thường được đặt ra: bạn ở khu nào, A, B hoặc C? Để nhắc lại một phần ký ức mà khi gặp lại, những giọt nước mắt vui mừng, sung sướng tự dưng lại òa ra, những cái ôm nồng thắm, những nụ cười vui tươi, sảng khoái sau gần 3 thập niên xa cách. Đồng trưởng ban tổ chức cô Trung Thanh Huyền chia sẻ về ngày hội ngộ như sau. Một cái tổ chức mà đã bỏ hết bao nhiêu tâm huyết vào, mà bao nhiêu người từ phương xa tới, thì làm cho cái công lao sốt sắng làm việc trong một năm vừa qua đã được pay off. So rất là cảm động và vui mừng, rất là lấy làm hạnh diện. Tại vì ban tổ chức cũng tin tưởng mình, giao cho mình một cái trách nhiệm đứng trong một cái thế vị của ban tổ chức. Thì chị cảm thấy là mình cũng đã mãn nguyện vì đã thành công được những cái gì mà mình mong muốn. Tới ngày hôm nay là gặp lại các anh chị, các cô, các chú, các bác đã ở trại Sikhiu trong 35 năm qua, định cư từ cái nước thứ ba, mà bây giờ cũng phải dành một ít thời gian để tới cho cái ngày hội ngộ thật là có ý nghĩa này. Cuộc hội ngộ được mang tổ chức chu đáo chuẩn bị trong 2 ngày thứ bảy và chủ nhật của tuần lễ Ngày Độc lập Hoa Kỳ. Ngày thứ nhất là một buổi picnic được tổ chức tại Mount Square Park tại thành phố Fountain Valley, tiểu bang California, với sự tham dự gần 600 đồng hương đến từ mọi nơi trên thế giới. Đây cũng là dịp mà ban tổ chức muốn tạo cơ hội cho các đồng hương Sikhiu có nhiều thời gian gặp gỡ, trò chuyện và tri ân cha Peter Nam Quang trong khung cảnh ngoài trời, và cũng để tiện cho nhiều thân hữu từng sống trong trại Sikhiu nhưng không tham dự được trong đêm hội ngộ gala. 35 năm hơn nửa đời người là một khoảng thời gian dài để chúng ta có thể nhớ, có thể quên. Nhưng đối với những người đồng hương đã từng tạm trú tại trại tị nạn Sikhiu, hình ảnh của cha Peter Nam Quang mãi mãi tạo cho họ nhớ lại những kỷ niệm đẹp, mà khi gặp lại những nụ cười rực rỡ trên những khuôn mặt đã trải dài cùng thời gian, tỏ sáng những niềm vui như trẻ thơ nhận được món quà yêu thương trong ngày lễ Giáng sinh. Sau ngày picnic vui chơi ngoài trời là đêm gala quan trọng nhất của cuộc hội ngộ tại Nam Cali. Cha Peter Nam Quang, một vị cha đã từng giúp đỡ cho hàng ngàn người Việt tị nạn tại Thái Lan trong những thập niên 80-90 và hiện tại vẫn tiếp tục giúp đỡ cho các thiện nhân còn kẹt lại tại Thái Lan. Cha là nhân vật chính trong đêm gala tối nay và đã được hàng trăm đồng hương có mặt trong đêm gala đón tiếp nồng hậu với những tràng pháo tay liên tiếp. Mọi thoáng một cái thôi. Thế mà đã 35 năm qua đi, qua bây giờ tôi đã trở thành một ông cụ già. Không còn an đồng nên còn biết quý vị, còn biết anh em tôi cũng nữa. Dạ. Trong suốt hơn 40 năm làm linh mục của tôi đã được vinh dự để phục vụ cho người Việt Nam tị nạn. Công việc ấy tưởng là đã chấm dứt cách đây 20 năm trước, khi các trại tị nạn bị cao vị tị nạn chính thức đóng cửa. Trên thực tế nó vẫn còn tiếp diễn cho đến ngày hôm nay. Trên đất Thái Lan vẫn còn hàng trăm anh chị em đang sống rải rác đổ đầy trên đất Thái Lan. Năm ngoái với sự giúp đỡ của rất nhiều người, trong đó có luật sư Trình Bồi,
chúng tôi đã đưa được 105 người sang đi sang định cư ở Canada. Sau nhiều năm vẫn đồng bào với chính phủ Canada và thủ tục và pháp lý, cuối cùng 105 người đã được ra đi. Hiện nay còn nhiều anh chị em bất hạnh khác họ vẫn còn đang sống bất hợp pháp, họ còn rất nhiều khó khăn về mọi mặt. Kinh tế, gia đình, giấy tờ hợp pháp để sống, để đi lại, để làm việc, con cái để đến trường học, họ đều bị thiếu thốn, họ không được hưởng những cái mà người ban xứ họ được hưởng. Khi gặp khó khăn thì họ lại chạy đến với tôi rất thương họ và muốn làm tất cả cho họ, nhưng khả năng đó tôi không có. Và bây giờ thưa quý vị, đứng đọc một bài diễn văn bằng tiếng Việt trong cái câu tiếng Việt đó. Chúng tôi cũng đã có thời gian tiếp chuyện cùng với ông Tài Đỗ để biết thêm mục đích của cuộc hội ngộ và tri ân cha Peter Nam Quang. Theo ông Tài Đỗ, ông đã bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc hội ngộ đầy ý nghĩa này gần hơn một năm nay. Ông cho biết. Cái mục đích ngày hôm nay đó, chúng tôi muốn gây quỹ để mà giúp cho cha Nam Quang. Thật sự mà nói mà mấy bữa này thì có nhiều người đã nói cảm ơn mình, nhưng mà cảm thấy hơi xấu hổ, tại vì mình cái công việc mà làm nhiều nhất là những người behind the scenes, những người trong ban tổ chức mà họ bỏ ra gần cả năm trời đó, nhưng tại kêu gọi mà họ đã bỏ công sức ra mà họ làm tất cả những việc từ A to Z. Mình nghe thì mình rất là vui, nhưng mình cũng thấy có hơi xấu hổ, tại vì cái công sức của những người khác không phải chỉ riêng mình. Tại nghĩ là cái giving nó thúc đẩy mình, thì tới cái tuổi này thì mình cảm thấy là cái lúc mình phải give back rồi, mà give thì without asking for anything in return, cho nên mình nó mới thúc đẩy mình phải nên làm cái gì để cho mọi người có cơ hội. Tại mình biết đó, mình cũng muốn gặp những người mình đã biết ở bên trại rất là lâu rồi, mình không cứ wondering là tại mấy người đó bây giờ là họ ra sao. Mình cũng muốn biết như vậy, cái số phận của những người mà giống như mình ngày xưa 35 năm về trước họ ra sao, nó thúc đẩy mình làm cái việc này. Rất là nhiều việc một năm nay từ July của tháng 7 năm ngoái cho tháng 7 năm nay, đúng là một năm. Sau 3 thập niên gặp lại những người bạn cũ đã từng sống trong trại tị nạn, ông Dương Hiền Đức ở khu B9R3 cảm thấy bùi ngùi khi gặp lại những người quen trong buổi hội ngộ hôm nay. Ông chia sẻ. Mình gặp rất là nhiều người, giống như là Khánh từ Boston là mình quen ở dưới chùa, tại mình ở chùa ngày đó. Khánh sinh hoạt gia đình Phật tử, thì Khánh là trong sau 35 năm sau mới gặp được Khánh. Vui buồn lẫn lộn, tại vì vui là gặp lại bạn mình sau 35 năm, buồn là một cái tuổi thơ đi qua rất là nhanh, mới đó mà 35 năm rồi, là mình thấy thời gian đi nhanh quá. Bây giờ đứa nào đứa nấy cũng có gia đình hết, thì mình thấy buồn ngùi lắm, tại vì mình nhớ cái tuổi thơ mọi đứa rất là hồn nhiên, nhưng mà bây giờ mình thấy lại ai cũng có gia đình hết, đó, cho nên mình vui buồn lẫn lộn là chỗ đó. Thì lúc đó ở CQ có cái trường học gọi là Our School. Thì mình đến cùng nhau với đi học. Lúc đó ở trại thì chẳng biết làm gì, cho nên con nít mà dưới 18 tuổi là vô trường học hết. Thì bây giờ gặp bạn lại thì mình nhớ lại cái thời đó mình đi học vui, không biết mình học cái gì, nhưng mà mình biết mỗi một điều là gặp bạn là mình vui. Và bây giờ gặp lại buồn ngùi lắm, tại vì mình nhớ là mới hôm nào kêu mày tao, bây giờ hết dám kêu mày tao. Ông nè, người nào cũng có gia đình, có là bố, là cha, là mẹ hết rồi, cho nên cái cảm xúc nó lân khó chịu lắm. Những câu chuyện tị nạn xưa kêu mãi mãi vẫn là những câu chuyện nhiều cảm xúc, đầy kỷ niệm và nhiều ý nghĩa đối với nhiều đồng hương.
chúng tôi cũng đã tiếp chuyện cùng với một số đồng hương từng sinh sống tại trại CQ và nghe họ chia sẻ như sau. Sau ba mươi mấy năm ngăn cách thì đây là một cái dịp để cho mọi người hội ngộ mà người ta không thể ngờ được. Thì từ hôm qua tới hôm nay là rất là nhiều cảm xúc, xúc động. Có những người chưa từng gặp, bây giờ mới gặp. Mà những người chưa từng biết, bây giờ đã thành bạn. Thì phải nói là rất là cảm xúc, rất là cảm động. Thường là hổng rài là khi gặp là hợt, là ôm. Để mà ôm lại những cái giống như cái cảm xúc hồi xưa lúc mà mình rời đi. Nhiều khi mình nấc nghẹn mình không có thể nói được. Rồi sau đó mình mới nói chuyện được đó. Hồi xưa khi mình rời trại mình cũng cầm tay nhau chúc bạn bè mình hẹn sẽ có ngày gặp lại. Thì hôm nay là đúng là ngày mình gặp lại. Thì rất là may mắn mình có duyên để gặp lại. Cô rất là thích. Tại vì cô gặp lại những người bạn sau 30 năm. Nhất là cô gặp cha Phan Sa đi cùng ghe với cô. Mà có một cái kỷ niệm mà rất là vui. Là cha Phan Sa cũng đem một đứa cháu đi 5 tuổi mà cô cũng đem một đứa cháu nó 7 tuổi mà nó mập quá. Mà cháu cha Phan Sa thì hơi nhỏ. Thế nên lúc đó là khi mà bơi ra ghe đó thì cha Phan Sa cõng giùm cháu của cô. Còn chồng cô thì cõng cháu của cha Phan Sa. Rồi cô lên bờ thì cô take care thằng nhỏ đó. Thằng nhỏ đó giờ nó cũng mấy đứa con rồi. Vì khi tôi đến ở Thái Lan thì cha Payun nhờ tôi làm những công việc ở trong nhà thờ để giúp đỡ những người khác. Và tôi cảm thấy công việc của tôi không có tên nhưng mà lại là giống như từ một bác lơ của cha Payun. Và cha Payun rất có cảm tình và thương tôi vô cùng. Và ngài đưa tôi lên máy bay, rồi ngài qua Mỹ này thăm tôi trong vòng một tháng sau khi tôi đến nước Mỹ này. Và bây giờ hàng năm tôi vẫn còn liên lạc mỗi năm và có lúc tôi điện thoại cho ngài. Tôi rất cảm động. Cảm động đến từ khi mà anh Tài gọi điện thoại cho tôi thì anh Tài nói rằng là tổ chức chuyện này. Thì tôi nói là tôi nghe tiếng anh nói về cái chuyện đó, nước mắt tôi nó rơi ra. Là bởi vì không, tôi nghĩ rằng là không có một cái dịp nào để gặp lại những cái người mà mình đã từng phục vụ họ. Mặc dù những người đó có lẽ rằng là họ không biết tôi cũng biết họ. Nhưng mà trong cái thời gian tôi làm việc ở nhà thờ, tôi làm hết với cái tâm tình mà của cha Payun. Và tôi rất bằng lòng cái cuộc hội ngộ hôm nay. Và tôi nghe là ủng hộ 100%. Và mỗi lần mà nhắc nhở đến cái cuộc hội ngộ này và gặp những người này thì trong lòng tôi nó có một cái cảm động mà tôi không thể nghĩ được. Bởi vì những người mà mình không tưởng rằng mình bao giờ gặp lại họ cả mà bây giờ gặp lại. Và những người tự nhiên họ gặp lại, họ nhìn và họ kêu tên tôi. Họ nói rằng là cha còn nhớ không, cha còn nhớ không. Và hồi đó thì tôi làm nhiều việc ở trong trại, từ việc mà supply tất cả những cái chuyện mà ăn uống, lo cho các thầy, lo cho việc nhà thờ và lo cái việc đổi tiền và lo tất cả mọi sự. Và cha tôi cảm thấy rằng là rất là sung sướng và hạnh phúc và được cha Payun tin tưởng 100%. Cuộc hội ngộ thành công là nhờ vào sự đóng góp của các đồng hương tị nạn Sư Khiêu. Đặc biệt chúng tôi nhận thấy ban tổ chức đã có những ý tưởng gây quỹ thành công với chiếc mũ có logo Sư Khiêu đa dạng màu sắc mà ví đồng hương có thể mua về để làm kỷ niệm. Nhạc sĩ Nam Ngô đã đóng góp hỗ trợ cho cha bằng việc bán những đĩa nhạc và sách do chính ông sáng tác. Một số quỹ khá lớn đã được các đồng hương đóng góp trong 2 ngày hội ngộ như một món quà tri ân gửi tặng cho cha trong chuyến đi Hoa Kỳ lần này. Chuyên gia tường thuật cho đài BTN từ thành phố Westminster, tiểu bang California. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính mời quý vị đến tham dự đêm ca nhạc Dạ Vũ Gây Quỹ tiếng vọng từ Thái Lan để giúp đỡ 28 thuyền nhân còn kẹt lại tại Thái Lan được đến bến bờ tự do. Chương trình sẽ được tổ chức vào Chủ nhật ngày 4 tháng 9 năm 2016 từ 6 giờ chiều đến 12 giờ khuya
tại Memorial Hall vùng Melrose, Massachusetts, với các ca sĩ Hoàng Kim, Công Thành, Philip Huy, Lynn, Lillian, Henry Trúc và khách mời đặc biệt luật sư Trịnh Hội. Mọi đóng góp xin gửi check về cho Voice 871 đường Pleasant Street, Stoughton, Massachusetts 02072. Mọi chi tiết xin liên lạc ở Boston, Ngô Triệu Vũ, số điện thoại 617-935-1671. Vùng Worcester, Chim Bảo Nghi, số điện thoại 617-633-1120. Vùng Connecticut, Tiffany Nguyễn, số điện thoại 860-817-7175. Oh my God, anh đang đi đâu vậy? Hôm nay sinh nhật của em mà, những em đi một hai đường sân coi show ca nhạc. Wow, chỗ này thiệt là đẹp lắm á. Okay, thôi bây giờ anh dẫn em đi check-in phòng trước đi. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi ăn, rồi chúng ta sẽ đi show ca nhạc sau. Cảm ơn anh. Kính mời quý vị tham dự đêm nhạc chào mừng SPTM Boston tròn 10 năm tuổi tại Mohegan Sun vào lúc 9:30 tối ngày 3 tháng 9 năm 2016 với sự có mặt đặc biệt của khách mời nhạc sĩ Trúc Hồ và Diệu Quyên, MC Trịnh Hội, Nguyễn Văn Khanh. Live show với nhiều ca sĩ của trung tâm Asia như Quốc Khanh, Nguyên Khang, Andy Quắc, Cát Linh, Ngọc Anh Vi, Hoàng Kim, Hoàng Thục Linh và rất nhiều ca sĩ nổi tiếng từ trung tâm Asia. Phần hài kịch với sự góp mặt của danh hài Bảo Quốc và một số nghệ sĩ tân cổ như Kim Tử Long, Vũ Luân và Ngọc Huyền sẽ đem lại cho quý vị một đêm nhạc hội thật khó quên khi đến với đêm nhạc chào mừng SBTM Boston 10 năm tuổi. Quý vị còn có cơ hội chụp ảnh lưu niệm với những ca sĩ mình yêu thích vào lúc 7 giờ đến 9 giờ tối hoàn toàn miễn phí với chuyên gia nhiếp ảnh đến từ Washington DC. Mọi chi tiết đặt vé xin liên lạc cô Phạm Kim Liên qua số 508-697-3753. Ban tổ chức 860-785-4328. Nhà hàng Trí Seafood có nhiều thực phẩm tươi sống đến từ Alaska, Seattle, Canada. Đặc biệt cua hoàng đế từ 3 đến 10 pound, cua Canada, cua lột, ốc quý phi, ốc bồi vôi và nhiều loại hải sản tươi sống. Có đầy đủ các món ăn Việt Nam và các món lẩu, phục vụ sáng, trưa, chiều và tối. Hãy đến với Trí Seafood để thưởng thức một bữa ăn khó quên tại Trí Seafood. Nhận delivery khắp nơi trong thành phố Rochester. Nếu không may bạn gặp tai nạn giao thông, hãy đến ngay cho bác sĩ Hàn Thanh Lâm khám và điều trị. Đừng để nguy hiểm về sau. Ở đây sẽ giúp bạn làm giấy tờ từ A tới Z, dù lỗi hay phải. Ở đây nhận tất cả các bảo hiểm xe, Blue Cross, Blue Shield, Medicare và hầu hết các bảo hiểm khác. Và ở đây có chăm cứu với thạc sĩ Nương Ai Phan. Bạn hãy gọi ngay cho bác sĩ Hàn Thanh Lâm 617-282-2922 tại 990 Rochester Avenue, Rochester, MA 02125. Vina Auto uy tín tận tâm với anh thân Vịnh Bảo Toàn làm chủ, chuyên sơn sửa các loại xe Âu Mỹ, luôn giúp đỡ đồng hương Việt Nam khi gặp khó khăn. Vina Auto nằm tại Rochester trong khu phố Việt Nam. Đến với Chris My Dental, văn phòng nha sĩ Anh Phi Nguyễn tọa lạc trên số 235 Quincy Avenue, thành phố Quincy. Chúng tôi là văn phòng nha khoa tổng quát cho người lớn và trẻ em với đầy đủ các dịch vụ trồng răng, lấy gân máu, niềng răng và mọi dịch vụ nha khoa. Ngoài ra, chúng tôi còn có các dịch vụ thẩm mỹ như căng da mặt, làm mất nếp nhăn với các thiết bị và máy móc tối tân. Chúng tôi nhận tất cả các loại bảo hiểm y tế, đảm bảo quý vị sẽ hài lòng khi đến với Chris My Dental. Mọi chi tiết xin liên lạc nha sĩ Anh Phi Nguyễn qua số 617-479-8400. Hân hạnh phục vụ quý đồng hương. Ơi, em muốn ăn bánh mì. Trời ơi, con em này. Địa chỉ 2 tới 3 lẻ, tọa lạc trên số 1052 Dorchester, khu phố Người Việt. Bánh mì được sản xuất tại chỗ, thơm ngon, nổi tiếng nhất tại Boston. Nhà hàng rộng lớn, khang trang với các món ăn thuần túy Việt Nam được sản xuất hàng ngày. Ngoài ra, ba lẻ còn có thêm tất cả các loại nước giải khát được làm từ trái cây tươi. Đặc biệt, nước mía được xay hoàn toàn từ mía tươi. Chúng tôi nhận đặt tiệc cho các buổi tiệc gia đình và cộng đồng người Việt với giá cả phải chăng. Đến với ba lẻ để được thưởng thức một món ăn ngon đậm chất quê hương Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc bánh mì ba lẻ số 1052 Dorchester, số phone 617-265-7171. Bên cạnh đó, văn phòng nha sĩ Đinh Thị Quế có đầy đủ nhân viên Việt Nam để phục vụ cho quý đồng hương. Đường tọa lạc trên con đường Adam với đầy đủ máy móc tối tân. Nha sĩ Đinh Thị Quế trên đường Adam trong khu phố Rochester. Chương trình được sự bảo trợ của tiệm phở Buster nằm trong khu phố Boston. Phở Buster với cấu trúc hết sức khang trang và đầy đủ các món ăn hương vị quê hương Việt Nam. Phở Buster trong thành phố Boston.
Sau những thông tin thương mại là kết thúc chương trình hàng tuần của SBTN Boston. Nếu quý vị muốn xem lại chương trình hôm nay cũng như tất cả các chương trình đã chiếu, xin vào trang nhà www.sbtnboston.com. Phương Kỳ xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình SBTN Boston kỳ tới.